Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 500 đồng token Valion Airswap. Thì một số thông tin về đồng token này. Sẽ tôi cũng phát hành là 10 tỷ, đã có 2.430 tập khoản holder, đã phát sinh 3.690 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Để truy cập website thì mình sẽ ở phần dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được bước và đầu website, các bạn làm theo hai bước thôi trên website cho mình. Bước một, sao chắc ăn chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy có chắc nhanh ở đây, quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé, và các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu đây, BIN NION ngắn, số thập phân 18 nha. Nhấp tiếp theo, tiếp theo nó cần, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví này, quay trở lại website claimairdrop.net và nhấp vào bước 2, truy cập vào link website chính. Truy cập vào link website chính là ở dưới dạng link rút gọn đây, mình nhận token nhé. Rồi, chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 22 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể mua thì giá bán của nó là 0,01 BNB, bạn sẽ nhận được 3.000 đồng Binance E. Các bạn cần làm, các bạn có thể nhấp vào đây nhé. Làm ai đó đáp yêu cầu đây. Và yêu cầu cái lưu ví thì các bạn nhấp tiếp theo vào cái lưu ví. Ý ra là 0,00049 BNB. Nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nha, cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất từ bên mình cập nhật lên trên đây hàng ngày nhé. Rồi, nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Temenos, MXC, OKX, Huobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra, nếu bạn làm bạn các bạn có lưu ý cái cột bên cánh tay phải đây là những cái dự án miễn phí phần thưởng token sắp hết hạn, nên các bạn nhấp vào cái nút nhận token đây để check lại xem những cái dự án đó nó đã mình đã tham gia chưa. Nếu chưa thời gian tham gia thì hãy tham gia ngay nhé. Đây, Clam Baby đây. Những cái dự án này nó sẽ kết thúc vào sau một ngày nữa, nếu các bạn được bỏ lỡ cơ hội lại thì hãy tranh thủ cơ hội và tham gia nha. Đừng được bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội nào. Tích trữ tài sản tiền điện tử là cái cơ hội tốt nhất để các bạn có thể giàu có sau này nha. Đó, thì nhà nào đó cũng sẽ kết thúc vào một cái, đây là những cái dự án ở bên trên, những cái dự án ở bên dưới là nó sẽ kết thúc lâu hơn, để các bạn chắc ở bên dưới này nó sẽ kết thúc lâu hơn. 7 ngày đây, rồi ok. Các bạn chờ mà chưa thấy nó hiện cái tóc cần bay lần lên thì các bạn nhấp vào đây phát đỡ này. F5 lại đi, làm mới trang lại đi. Yêu cầu. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 500 đồng token Billion này. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là bật đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải nhé nha. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.